em. Ơ, ủa, anh Hiếu. Trời ơi, à, hôm nay lại em đi giao đó hả? Đây anh cầm cho. Ờ, em cảm ơn anh. Không biết là em hôm Giang nay Giang mời vô đây. Dạ. Mà không biết. Ủa, giờ gì đường luôn sao anh? Đâu biết đâu, thấy đâu. Chị ơi. Bây giờ tới đây là sao nữa chị? Giờ em tới mà Giang cũng như vậy. Giờ hai em vô. Em vô phòng phòng đầu này, còn Hiếu vô phòng cuối. Dạ. Ngủ chứ vậy à, phòng giữa, phòng giữa, quên. Em phòng nào? Phòng giữa. Phòng giữa. Cái nhà giữa đó là kế cái phòng em đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, em phòng đầu này, em về phòng. Là có chìa khóa không chị? Có rồi, mở ra thẳng rồi. À vậy là giờ em vô em ngủ chờ anh Giang. Giờ vô nghỉ đó xí nè, Giang dậy chị kêu Giang. Hôm qua giờ em cũng ngủ mới dậy. Sao mình sẽ nghỉ, sao mình ngủ dậy xong mình sẽ được ăn đúng không mọi người? Ủa đẹp quá anh Hiếu. Cái này đúng resort quá ta. Ồ cá mình đi chưa? Điền vòng coi thử đẹp quá. Trời ơi. Cá gì vậy ta? Để em coi. Cá coi hả? Cá coi. Cái này mình đập tay nó mới lên. Đẹp quá ha. Dạ. Mà mát nữa chứ. Ở bên kia xe đạp là quá trời luôn nè. Đi qua đó chơi đi anh. Ui. Trời ơi, ở đây lý tưởng quá nè. Bếp hả ta? Dạ, mát quá vậy. Chắc này thường thường mọi người hay ngồi ở nhậu nè. Cái này đi dưới đây giống như là được trở về tuổi thơ vậy ha. Ôi, lại mưa nữa rồi. Ê! Ơ gì mà hư? Hello. Hello anh Giang. Phải không? Hello anh. Anh Giang mới ngủ vậy? Mới ngủ vậy? Hôm qua trễ quá. Thôi mấy giờ anh mới ngủ? 2-3 giờ vậy? Trời ơi, giận hàng hết rồi kìa. Không nhìn thấy được. Hôm qua em còn ngủ tới sáng như vậy. Hôm qua em còn nhậu. Nói gì vậy? Không, ý là em thức tới sáng. Sao mới nói ngủ anh thế? Anh mới ngủ tới sáng á. Nói lộn. Khen thiếu rồi nè. Đúng rồi. Làm gì thức tới sáng? Em đi nhậu với bạn nè. Trời ơi. Rồi, chừng nào lấy vợ? Bạn đầu năm anh. Anh hiểu cho khó tính lắm. Đâu, cũng dễ tính thôi. Sao vậy, gu con gái anh sao, nói em nghe coi. Thì gu phụ nữ gia đình thôi. Phụ nữ gia đình. Biết nấu ăn, quan tâm, chăm sóc gia đình. Nói chung là quản xuyến gia đình kiểu vậy. Anh chắc anh sẽ không thích những cô gái mà kiểu nổi loạn quá đúng không? Thì thôi già rồi. Dạ không, ý của em là những cô gái kiểu phóng khoáng á, hướng ngoại á. Nổi loạn nghe ghê quá, nghe sợ quá. Thôi già rồi mình thích em đêm. Đúng rồi, nhẹ nhàng cuộc sống gia đình thôi. Có một căn nhà đi về, có một người vợ và có một hai đứa con để chăm lo là hạnh phúc hơn. Dạ. Và có những show diễn đều đó. Show diễn đều. Trời, nói gì không biết khi nào mới lấy được chồng luôn á. Sao vậy? Em hướng ngoại lắm. Hướng ngoại sao? Nghĩa là kiểu... Thích đi chơi được vậy hả? Không, không, ý là vẫn thích ở nhà nhưng mà kiểu rất là phóng khoáng. Phóng khoáng là sao? Nghĩa là kiểu vui vẻ thoải mái với mọi người á. À, vui vẻ thoải mái với mọi người mà. Thì em còn trẻ mà. Trẻ nhỏ tuổi. Em tuổi gì? Dạ em tuổi con heo. 95. Dạ. Bằng tuổi nè. Ủa? Làm gì có, anh lớn hơn em một con giáp chứ. Cùng tuổi heo. À, cùng tuổi heo. Em tuổi heo luôn. Trời ơi, ba con heo luôn. Ba con heo. Dạ anh nói đi, 2 tuổi hả? Ừ. Hiếu nhìn không ai biết đâu, Hiếu rất là trẻ luôn. Nhìn sinh năm 90 cũng tin nữa đúng không? Trời ơi. Thiệt mà, Hiếu trẻ lắm. Ủa hôm nay có hai tụi em thôi anh. Hai đứa thôi chứ. Ủa anh tưởng đông lắm. Ủa sao mấy tập trước em thấy cũng đông mà anh. Tức đông tức là tại vì là lúc mà mọi người đến á thì họ về thì gặp nhau. Dạ. Yeah. Có lúc thì 6-7 người, có lúc thì 3-4 người, có lúc 2 người. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay tụi em tới là tụi em rất là vui vẻ cho nên là cứ như là 5-6 người vậy đó. Phóng khoáng. Phóng khoáng. Hướng ngoại lắm. Đợi gì nữa. Thoải mái, vui vẻ. Từ nãy ghê lắm. Nổi loạn. Hay nổi loạn. Thôi nhưng mà tụi em không có nổi loạn nha mọi người, ngoan lắm, rất là ngoan. Rồi hôm nay chúng ta sẽ có một
trải nghiệm ở nhà trọ Destiny, tức là chúng ta sẽ đến đây cùng anh, mình có những hoạt động vòng 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 đây thôi, nhẹ nhàng, rồi mình trải qua một cái ngày mình cùng nhau thư giãn, ăn uống, nói chuyện, rồi ngủ nghỉ để mình giống như mà mình đi nghỉ dưỡng gì đó. Ủa Destiny là gì anh? Destiny là con gái anh đó. Em đẹp quá anh hả? Cũng được, phải cho đẹp gì đó. Mọi người sáng ra tới là ai dắt vô phòng? Tự vô anh. Tự vô luôn hả? Trời đất ơi là trời. Thì chị dọn vườn đó, chị... À, chị quản gia hả? Dạ đúng rồi, chị chỉ vô. Chị lượng. Đây chúng ta sẽ có một cái bản check in ở đây để làm kỷ niệm ha, với chương trình. Ồ. Rồi, Hiếu quê đâu? Em Đắk Lắk anh. Đắk Lắk. À, em Mai quê đâu? Quê Cà Mau ạ. Đây, chúng ta sẽ ký vào đây. Đắk Lắk hình như là đây. Chính xác luôn, đúng vậy. Mời ký vào đây. Ồ, Đắk Lắk có Hà Thu rồi. Đang vô, đúng. Em Ma. Rồi, ký ngược rồi, cô gái. Trời ơi là trời. Ủa gì hả, em không biết, em chùa lặp lại được không ạ? Không, không được đâu. Cái đó mới là cái kỷ niệm. Rồi, đứng vào, dạ. Từng người một. Em vô trước đi mẹ. Mấy hình thiệt hay giả vậy anh? Ồ, có hình liền luôn. Đúng không ạ? Hiểu vô. Dài quá ta. Cảm ơn anh. Ủa cái máy mắc tiền không anh? Máy này người ta tặng mình á. Thích màu gì? Thích màu gì? Dạ em thích màu hồng. Màu hồng không có, lấy màu đỏ. Hiểu màu gì? Màu xanh đi anh. Màu xanh. Colombia. Rồi đi qua đây. Trời ơi. Wow. Wow. Rồi gắn vào làm kỷ niệm. Trời quá trời người luôn. Rồi gắn vô. Anh Giang ơi. Hả gì vậy? Anh Giang ơi. Ủa ai vậy? Anh Giang ơi. Vô. Ủa ai kêu anh rồi? Ai vô đi ạ? À? Em vô được không? Ủa ai vậy? Ai đeo kính đúng em đâu? Đúng chỗ này không? Đúng chỗ không? Đúng chỗ rồi, đúng nhà chỗ rồi, đúng nhà chỗ rồi. Ai mà quậy quá vậy? Nhìn nạt tôi tùm lum vậy? Tóc vàng đeo kính anh ơi. Racing boy. Hello mọi người. Cảnh. Hello. Nghe nhận ra luôn. Ai trên xe vậy? Hello anh. Phát La. Trời đất ơi, đẹp trai vậy. Trời ơi. Nhìn những danh nhân quá. Trời đẹp quá. Tụi em ở quận nhất mới lên á. Dạ. Quốc Khánh đã từng tham gia chương trình rồi, mình đi đâu hôm nay nữa? Thật sự là em đi theo để đi chơi với lại Phát La. À. Với lại qua nhà trọ của anh chơi. À. Đi nhà trọ này vui quá cho nên em xin đi lần nữa. Phát La đây đẹp trai vậy? Ủa, anh thấy vậy là đẹp trai hả? Bên đây ốm nè mà đẹp nè. Giờ này em là doanh nhân rồi đó. Em là chủ của hai cái store local brand. Wow. Brand gì? Brand gì? Brand Toby. Thiệt hả? Ồ, thiệt luôn hả? Không ai biết luôn. Không ai biết hết. Toby. Nghe giống thu bị quá. Cũng phải tặng nghệ sĩ một hai bộ người ta mới biết chứ. Dạ có, đợt rồi tặng nhiều quá mà phải bán lại mấy ngày mới đủ vốn. Mới đủ từ từ để mọi người chờ nha mọi người, để từ từ. Dạ, mời Phát La vào đây luôn. Dạ. Chào anh Hiếu. Lâu quá rồi mới gặp lại Phát La. Phát La quê đâu? Dạ em quê ở Sài Gòn nhưng mà quê mẹ Huế. Phương Lan ký hơi hổn xíu thông cảm nha. Khánh ký đâu vậy? Quê Khánh đâu? Khánh ký rồi. Hôm nay là Khánh đi theo làm trợ lý cho Phát La đó. Mưa sao ta? Ôi, ở đây không khí trong lành. Hay quá, anh Giang thu thập hết Việt Nam ở đây luôn ha. Rồi. Rồi chụp cho Phát La tấm hình. Chị dạ. Mời đứng vô. Dạ. Rồi. Dạ, cảm ơn anh. Cái này là em giữ hay là như thế nào anh nhỉ? Đi ra phía sau đi. Đồ. Đi sao sao bản đồ, đứng chui. Đứng chui chui đó. Đứng chui. Nó không lên. Nước mưa rơi vô. Wow. Nhiều người nha. Ủa ở đây sao có thấy mấy người chụp được 3-4 tấm luôn mà em chụp được có 1 tấm nhỉ? Đó là con đồ người chụp. Mình cứ ghim vô anh hả? Ghim vô. Anh hiểu chụp chưa? Đây. Kìa dưới đó. Rồi đúng rồi đó, màu xanh. Nó lên màu đậm hơn á. Rồi đi vào trong. Dạ. Xin mời. Chắc sẽ ăn ngon lắm đây. Không ạ. À. Hôm nay chúng ta sẽ detox và thuần chay. Hôm nay trời nó hơi buồn ha, hơi mù tí. Mà con nhận mấy cây ở đây nó tươi ghê hết ta.
để chăm kỹ lắm. Đẹp quá, anh Giang cái này anh tự thiết kế luôn anh. Ờ, mình tự thiết kế rồi mình chọn cái kiểu, xong mình kêu ông bà đê nó ngồi nó vẽ cho mình, nó vẽ ra thì thợ mới làm được. Thôi anh em mình ngồi nói chuyện với nhau. Ngồi đây là Khánh. Để tôi ngồi đây. Hai đứa tự lái đi lên luôn hả? Vui ha. Đi có đâu có gặp nó vui. Nó ngủ không vậy? Ngủ gì vậy? Không vui nha. Ngủ chú suốt chuyến đường. Anh hiểu hôm nay anh là style thể thao hả anh? Đúng rồi. Dạ anh cảm ơn. Xuống nhà anh Giang chơi thì không biết mặc đồ gì thôi, mặc đồ này. Để thoải mái đi anh. Nhà trọ mà. Đúng rồi, rất nguy hiểm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi một vài trò chơi dễ thương nhẹ nhàng ha. Nghệ sĩ mắc cười quá hả, gặp nhau chỉ có chơi trò chơi thôi. Là trò chơi như thế nào à? Bún thun mà hỏi trò chơi như thế nào? Đem đút chế giai đoạn rồi. Ngồi chơi khó chịu quá à. Ủa bác La. Trời ơi, hay quá. Hay quá trời ơi, hay rồi. Trời ơi. Chết tôi luôn. Bác La, tính không? Chỉ em xúc chỉ rồi em ơi. Mẹ xúc chỉ là anh tới bến luôn anh ơi. Anh như vậy là bảo sao không có người yêu? Sao biết không có? Không có người yêu mà nãy giờ cứ thả thứ tiếp hoài. Anh tệ lắm. Hai anh em với nhau mà bé này. Em phải nói là cái đó là cái gu của em thích những người con trai xinh xinh, dễ thương, trông mỏng manh, cao cao rồi. À, cao cao. Trời, ngủ dưới đây ngon thiệt chứ. Mới ngủ dậy chưa đánh răng luôn, ngủ không chỉ ăn mắm là. Không phải người nhạt quá nên uống mắm thêm. Ẩm quá. Bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi là đập heo. Trong đó có những thông điệp. Mỗi đội chỉ cần đập một con là đủ. Hên xui mê rủi. Mà hai người trong một đội sẽ được cột vào nhau. Đội là từ đầu là ai vậy? Giờ chọn lại. Quán tu xì đi cho công bằng. Nhưng mà nó có thông điệp gì trong anh? Ờ đừng hỏi. Phải biết cái mới hào hứng chơi chứ. Tiền có luôn. Có tiền luôn kìa anh Hiếu. Tết mà. Ok đi vô. Tiền đi vô thôi. Em với anh Hiếu đi. Rồi ok chia luôn. À vậy anh với em. Em với anh thì ừ. Họ thấy đây. Hai đứa ham tiền hãy về với nhau. Rồi sẵn sàng chưa? Rồi. Con rớt vô đầu không ta? Rớt vô đầu ráng chịu. Cái này là theo cái phong tục đập nêu ngày Tết đúng không? Đúng vậy. Nắm tay nhau đi qua mặn bữa. Ờ đó anh xe đến đưa. Cầm cây, mỗi đứa cầm một cây không anh? Không. Cái này mình cần sự khéo léo. Anh là Dương thể thao, em là Dương nhảy là cũng được ha. Mình có cái nhịp trong người á. Không sao. Rồi đợi ra trên trước. Em. Rồi. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1. Hai ba giữa trước. Một hai ba hai một. Hai tay trái em ơi, qua trái qua trái qua trái. Từ từ. Qua trái nữa. Trái nữa. Trái nữa. Ê, coi chừng trúng đầu em. Rồi. Có thông điệp. Có thông điệp ơi. Nhưng mà nên đặt thêm một cái nữa. Một câu nữa đi. Thẳng luôn. Rồi, hai con. Rồi. Dừng cuộc chơi. Mấy bé đập không có thú vị gì hết. Đây là một cái nè. Cái con này bẻ rồi nhưng mà không rớt ra được. Mình có rớt ra một cái. Để đây lát thông báo sau. Đội kia chuẩn bị. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3. Tới chưa. Có phải một đó nữa. Rồi, đúng rồi, thẳng luôn. 1, 2, 3. À, bên trái tí nữa. Phải. 3, 3 nữa. 3. Cái cột rồi, phải là cái cột rồi. Vậy dụ mình đó anh. Dạ. Đây nè. Đúng rồi. Ba. Sao đập kỳ vậy trời. Thẳng lên luôn, đi lên bước nữa. Rồi, đúng rồi, tới sát vô. Tới lên một bước nữa. Kỳ vậy. Sao nãy giờ không bước lên thì sao đập trúng? Bước lên. Rồi, đập đi. Đúng rồi. Đập vô cái chỗ cũ người ta rồi. Đập cũ. Bước lên nữa. Phải. Rồi.
Ủa sao biết bên phải hay vậy? Lùi lại đi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, lùi lại đi. Lùi lại, lùi lại. Lùi lại nữa. Trời quá. Chơi trò này được nhiêu mà trả giáo. Qua phải đi, qua phải, phải xíu nữa đi. Hai ba. Anh từ từ thôi, anh Hiếu. Em chưa kịp lấy đạn nữa. Anh kéo. Hai ba. Kỳ vậy. Anh Hiếu đánh một cái là em sắp mặt xuống luôn à. Một, hai. Ủa, kỳ vậy. Một, hai, ba. Lâu quá luôn. Mệt quá. Thôi bây giờ coi như là mất lượt đi, ai muốn đánh mình nữa phải bỏ 500. Tiền bạc. Trước anh. Wow. Đó, cái gì đó, rồi đó, rồi nha. Wow. Đó, cái gì đó, rồi đó, rồi nha. Đó, 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 đó. Chuẩn bị nha. Một, một hai. Một, một hai. Hai. Rồi, câu một câu nữa, một con nữa. Một con nữa. Rồi, đấu luôn, đấu luôn, đấu luôn, đấu luôn, đấu luôn, đấu luôn. Đây là 1, 2. 1, 2. Sao 1, 2. Sao mở mắt, mở mắt. Đây, hai thông điệp luôn, quá hay. Chơi hay không anh, tụi em chơi hay không? Hay quá hay. Rất hợp với game show. Rồi, lưu lại nào. Hiếu. Hả? Đúng hai con mình mua chỉ luôn. Quay đứng đi cho may mắn. Bây giờ vậy. Hả? Bây giờ của em ma trước, em ma một cái bỏ túi phải. Em đọc được không? Dài dài là không phải. Để em đọc cho. Chắc là hên lắm á. Em đọc đi anh nghe thôi. Voucher gì đó. Voucher 1 năm ăn miễn phí tại nhà hàng Cơm Quê 10 khó. Voucher 1 năm ăn miễn phí tại nhà hàng Cơm Quê 10 khó. Tức là hai bạn sẽ có một cái voucher ăn miễn phí 1 năm tại nhà hàng của anh. Nhưng mà với điều kiện là phải hai người nha. Một mình em ai là không được, phải có một cặp này. Em dắt gia đình, em đi. Em dắt gia đình em đi. Okay. Hai gia đình mình sẽ đi. Đúng rồi. Yeah. Nhưng mà phải có mặt hai đứa nha. Dạ. Rồi. Lỗ chết luôn á vậy. Voucher gì không vậy anh? Tính toán dễ sợ. Trời là trời. Cái gì vậy? Tiền bạc vậy? Ừ, cái gì vậy? Trời ơi, ánh mắt có... Thể voucher không ta? Bao lì xì lọc. Trời ơi. Ủa sao hôm nay tiền đến hoài vậy? Trời ơi. Tiền đến hoài vậy? Coi chừng nha, tiền đến tực mang đó. Quá. Đây là tài để lọc. Lọc. À, lọc. Rồi, mở ra luôn không? Có cần phải mở không anh? Mở đi chứ, để tôi coi, tôi coi. Vậy đây là cái gì? Bô chơi. Chơi chung mà đó coi của mình đó. Trời ơi. Trời ơi. Nằm bên đây. Chấm đố nằm bên đây rồi. Trời ơi. Hơn đứa chia 5.000. Cũng anh không, cũng anh không. Một bữa cơm quê hai gia đình tôi là ăn hết 1.500.000 rồi. Mình còn cái nữa mà. Đây. Thôi chắc để anh đọc cho ha. Ủa còn cái nữa của mình đó. Đọc đi. Em có cái à? Dính lên trên là không cho lấy luôn anh. Ủa? Đây. Nấu ăn. Là sao? Là phải vô nấu ăn á. Ủa vậy á. Tính nha. Mình đứa rửa chén đứa nấu ăn. Trời ơi. Một bữa cơm của chúng ta bao nhiêu tiền? Tưởng được ăn chứ. 1.500.000 rồi hết chứ. Muốn coi thử này của anh Giang. Anh Giang. Có thử có lấy không? Khoan. Có lấy không em? Lấy luôn. Em lấy. Lấy luôn. Em bỏ 500. Em bỏ 500. Lấy luôn. Lấy này. Bên kia chịu không? Cái gì? Tức là Phát La sẵn sàng mua cái đó bằng 500.000. Em có linh cảm cái này ok á. 1.000.000 thì tôi bán. Ủa, tôi mua con này giá 100.000. Anh có bán không? Không. Khoan từ từ, từ từ. Cái này đã sao? Cái này không thơm chịu. Không thơm rồi. Vậy em khui đi. Trời ơi. 700. 700. 120. Chứ gì hồi nãy 500 mà giờ 120 là sao? Đúng rồi. Thôi em. Thôi đùa chứ. Ok đó. Khoan. Để lấy cái này xuống luôn. Trời ơi. Nhiều sự cá cược trong đây quá. Coi chừng đặt miếng chai. Coi chừng đặt miếng chai. Rồi khoan. Rồi rồi rồi. Đó là cái này của Phát La đúng không? Dạ. Đúng không? Cho mùa Tết nó vui thôi anh chứ không có gì ạ. Mua không? Rồi. Ít chữ rồi. Ít chữ rồi. Ít chữ mà nhiều tiếng. Tôi thấy chỉ N rồi. Nấu 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 cái gì rồi. Không rồi. 500. 500. Tại vì nó giá trị. Giá trị. Chắc không anh? Để có gì để giá. 70. 70. Anh Giang mà nó bán luôn rồi nổi ra gà lắm á. 200. Thôi 200 mua đi. Hợp lý rồi. 200 rồi. 200. 200. Nãy nó có giá trị mà dám bán 200. Không có giá trị. Vui vui thôi. Vậy là hỗ trợ thôi. Nhưng mà anh Giang chắc không? Dạ. Chắc. Chắc chị. Ok. 200 nha.
200. Ok. Đây, tôi hỏi anh có muốn đổi với tôi không? Đổi gì? Đúng tôi không? Đổi cái đó với này. Không. Khoan, đưa ra đây. Anh không có trộn lông đâu, trộn nè. Đặt la để đây nè. Ok chưa? Rồi. Dạ. Bên đây là Phát La. Bên đây là Quốc Khánh. Phát La đã mua với giá 200.000. Quốc Khánh thì chương trình đưa miễn phí luôn. Rồi các bạn có thương thảo gì? Thương thảo đi. Quốc Khánh đi. Mới thấy chữ nhiều đó. Đổi đi. Mua của tôi đi. Đổi qua đó lại chơi cho vui. Thì tôi bán 1 triệu đó. Không có đổi đâu. Tôi bán 1 triệu. Tại cái này là giá trị lắm. Đúng. Giờ tôi mua của chú này rồi cái kia ai mua? Cái kia thì thôi. Cái kia 200. Bên kia lấy, bên kia trả 200. Ừ. Vậy thôi tôi mua cái này với chú 200 đi. Hồi nãy 500 ta chưa bán mà sao 200 bán được? Vậy lát chú đi bộ về đi. 500 đi. Quá. Anh có trả tiền đâu, anh nói dữ quá. 200 đi. Thôi tôi không bán luôn. 500 đi. Tôi không bán luôn. Đổi cho vui. Không. 200. Không. Chúng tôi không bán. 500. Bán rồi. 500. Qua từ từ, từ bình tĩnh con. Có tờ dày á. Cho vui. Chúng lấy bên kia. Còn không thôi là ném gọi khỏi tiền bạc, đổi ngang luôn. Đổi ngang luôn. Chơi cho vui mình. Chơi cho vui mùa Tết cái nào. Đổi ngang luôn. Hay là không đổi tùy à? Đổi luôn đi. Nè, bây giờ nè đổi ngang á. Không đổi. Không đổi. Rồi, 200 đi đây thì mới lấy cái này được. Đổi ngang đi. Đổi ngang là hai đứa không có mất tiền. Bây giờ người ta không đổi mà. 200 đâu đưa đây. 200. 200 đưa đây. Hồi nãy tiền đâu? Phong bì nè anh. 200. Em giờ em ứng trước này đi. Em lấy em lấy. 200 đâu? Lại thấy tiền bỏ đây mà. Em phòng rồi. Em để phòng rồi. Mượn ai đỡ đi. Em kiếp cho mượn 200 chứ. Chơi cho vui thôi. Trời tội nghiệp cái anh cho mượn quá. Nó không trả đâu. Ờ bé kia có 500, mượn 500 luôn đi kìa. Ờ mượn 500 luôn đi. 500 cho chạy. Ôi cho mượn 500 luôn kìa. Đây mua 500. Sao đăng quá. Đăng quá. Không, mượn 500 mua 500 luôn. Rồi. Rồi, rồi. Khánh mua rồi, Khánh mua 200 rồi. Không, tôi mua lại chú rồi, tôi mua 200. Mua 2 cái luôn hả? Tôi mua 2 cái luôn. 2 cái luôn hả? Vậy bán tôi lại 100. Bán lại cái nào không được. Nào không được, chú muốn đưa tới nào được. Khôn lắm anh, em nói với anh. Chú muốn đưa tới nào được. Trả tiền lại lắm. Ừ, bán đi. Rồi, rồi. Rồi xong. Xong. Rồi 200 đâu? Này nó lấy của anh mà. Là 200. Rồi rồi đây. Khánh đòi anh 200 mà. Rồi. Em mua lại của người ta giá 100 mà. Mua lại cái này đúng không? Nó bị lạm phát. Cái kia. Cái kia là của Khánh nè. Khánh nè. Đưa đây anh mở luôn cho. Của Khánh mới phải à. Rồi rồi, đây là của Khánh ha. Này là anh bán cho Khánh này 200. Đúng. Và em mua lại cái này 100. 100 đúng. Đúng chưa? Đúng. Là Khánh đang gọi là có lỗ 100. Lỗ 100. Ủa sao mua 200? 100 thì em đưa anh 100 lệnh quệ. Đó, anh em quê. Quê. Ủa? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Mà anh quê đó. Anh hiểu hút này không đã? 200 này cái này 200, nhưng mà bắt là đưa em 100 rồi đưa anh 100 là 200. Rồi. Thôi cũng được đi. Ừ. Quá. Chứ suy nghĩ hồi là nổ não. Nói chung là này của em nè. 100 này của tôi, tại 100 tôi đưa anh Giang rồi. Đúng rồi. Tôi 100 đưa anh Giang, chú mới đưa lại 100 cho tôi. Tào lao, này chia đôi đứa 250. Rồi, bỏ đi. Rồi, tức là em bỏ tiền em mua cái này đúng không? Dạ, em mua cái này. Rồi, đây chính là rồi, dọn nhà. Mà mà có biết đầu là của mấy ảnh hay là của tụi em vậy? Chú nè. Tao của đó. Dọn nhà, tức là trước khi ra khỏi nhà trò Destiny thì phải dọn nhà sạch sẽ, dọn phòng đó. Rồi gọn này là của mình. Cái này là hồi nãy là mình đập được. Mình đập được và mình không đổi, dạ. Đúng không? Bao lì xì tài. Em xin ạ. À. Em xin, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm sĩ á. Đã nấu ăn rồi, đã dọn. Đã nấu ăn, đã dọn dẹp giờ bỏ tiền để mua cái dọn nhà nữa. Nhà này dọn mệt lắm. Tên Tết xin vậy. Tết vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi nữa. Rồi sau đó mình nghỉ ngơi, mình chuẩn bị vào buổi tối. Đúng, phải chơi nữa. Xin mời bước vào đây. Sẵn sàng chưa? Dạ. Yeah. Vẫn đội hình như cũ đúng không ạ? Thôi, yes. Không chơi đến thiếu nữa. Hai anh em mình không hợp mạng. Phải không? Mình muốn đổi đội hình không? Đổi đi. Tôi xài đi, tôi xài đi. Bốn người đánh đang đi. Đổi cái gì vui. Một, hai, ba. Đó. Rồi, em đi cạnh, qua đây. Rồi, thích màu gì? Màu vàng ạ. À. Vàng. Vàng. Dạ, cảm ơn. Xanh. Đó, bốn người sẽ giơ chân lên và anh sẽ đẻ cái thao này lên. Lúc đó là đã mang vớ rồi. Và bắt đầu thì bắt đầu tháo từng người sắp xếp, sau đó mà tháo vớ ra được. Người nào ở đội màu nào mà làm cho cái thao được ngã đổ thì đội đó sẽ bị hình phạt. Trời, khó vậy. Hình phạt là gì anh? Mình đã có tài sản rồi đó, mình có thể dọn nhà cho tôi đi, tôi đưa hết tiền cho nè đó, dù vậy. Đó rồi, con lại nó mang xong rồi đó. Bảy. Bảy. Bớt khăn gian lại.
Dơ thiệt. Chơi sao mà để nhỏ chứ dơ. Để coi xíu ai dơ. Ba, hai, một, bắt đầu. Ê, ai cũng bỏ ra nó rớt sao? Ủa, ủa vậy là Tháo sao? Ủa vậy? Vừa dọn nhà mà vừa xin nước. Đứa nào đẩy cái xô ở đây? Ủa, là người. Anh Hiếu. Là phải chơi lại hay sao anh? Nhanh quá. Nhanh quá hả? Nhanh thôi quá. chơi lại đi. Lượt đầu tiên là Hồn Hiếu có lỗi nè. Rồi lượt thứ hai. Bây giờ luật mới, tất cả cùng nhau phối hợp chiến thắng. Đó, cùng nhau phối hợp kìa. Cùng nhau phối hợp nha. Từng người một đi. Một, hai, ba, phối hợp. Từng người một. Trước, ai trước? Đây, em trước cho. Em mai trước đi. Em trước. Anh sẽ chờ chỗ anh. Hiếu, đừng, anh Hiếu. Đổ nè. Chưa. Hồ Quang Hiếu. Lại lần nữa là Hồ Hiếu. Đâu quá, mọi người không chịu giữ thôi. Giữ cái gì? Cái chân của anh dài dưới trong đây thì ai phải có trách nhiệm. Ủa nhưng mà vậy là em đáng hả? Bên đội em đáng hả? Hai bên lột được rồi nè. Nãy giờ có mình em làm hư hết cả đội luôn. Ôi trời. Hiểu rồi anh Hiếu. Cái mồm em cắt không? Ủa vậy lần nữa không? Nữa. Thôi. Nữa gì nữa? Không, bây giờ em thấy là cho anh Hiếu chơi mình đi. Phải cho anh Hiếu tự chọn thử. Thôi mình sao? Nãy giờ anh tội đồ quá. Một mình sao mà... Được, Hiếu cho mình thì mình ít nước lại. Dạ yeah. Chuyên mình là chơi sao ta? Được luôn. Một chân. Mình chơi sao? Một chân. Rồi, Hiếu bạn giới vô. Ước gì đâu. Chân mình thấy tài năng của Hữu Hiếu. Ngồi xuống. Đúng rồi. Giơ chân lên. Chân và tay luôn. Tay đâu? Khoan xí, tay đâu? Từ. Tay lại. Giơ lên. Giơ lên để tao bọc tay lại. Làm gì vậy? Nhanh cú đấm lại. Cú đấm lại. Cái tay được quyền giữ mà. Lấy tay của Hiếu. Mình ném sao qua nữa. Cái tay được quyền giữ mà sao không? Cái tay được quyền giữ. Giữ lên nè. Vậy hả? Tháo đi. Khi hồi bắt đầu là tháo nha. Hai bà bắt đầu. Mình làm thử được. Bây giờ ai mà làm được cái này sẽ được giải thưởng lớn của chương trình. Đó chính là một cái 2 triệu. Tôi chết rồi. Tôi chết. Là sao? Là có phải để cú đấm này không? Không, nó chứ chơi thử. Chơi thử cho chương hình có hình. À. Em cũng muốn chơi thử. Chứ tiền bạc gì đâu. Bây giờ mỗi người được chơi một lượt thôi. Ai mà thua một cái là bị loại luôn. Đúng vậy. Bây giờ coi như là chiếc bị loại rồi đó. Đeo bao tay vô. Đây bao tay ai chơi nè. Cú đấm kìa. Thôi nó giỡn cái gì vậy. Có giỡn mới không? Không. Rồi phải đeo. Đồng tiền xương máu mà. Sao nào? Vừa thôi. Nghe nha mỏi nha. Vô. Rồi. 2 triệu. Ai chơi trước thì lấy được 2 triệu thì người khác không còn đâu nha. Đây. Ai chơi trước mà lấy được là người sau là không còn đâu nha. Không chơi gian à, cho bác Lan chơi đây nha. Dễ lấy hình đúng không ạ? Đây nha. Ê mà khó lắm. Khó lắm, mang được. Từ nhanh Giang ơi. Chơi chưa? Chưa. Ok chưa? Chưa. 1, 2, anh ai đi ra. Cái gì vậy? Rửa tay. Từ từ. Bắt đầu. Hay quá. Ôi trời ơi. Ủa, Phát La thông minh nha. Đứng cười. Anh Giang, nó dậy sao chết vậy? Tao bay bảo vệ 2 triệu của tụi chân. Phát La. Đứng. Để được mày để chơi. Thôi để nó phụ cát ra. Hay quá. Hay quá, được rồi.
mỏi quá ta. Có thể tăng giải thưởng được mà. Có quyền nghĩ giải lao không? Cái này giống xì quát quá. Ê mỏi quá. Mỏi lắm á. Mỏi điên luôn á. Được rồi kìa. Đứa nào thêm hai cái tay vô vậy? Thôi bây giờ bỏ hai tay ra giữ thăng bằng chút rồi mới được nha. Rồi giờ giữ thăng bằng 5 giây mới được nha. Ủa sao? Bỏ hai tay ra. Giữa chừng hay thêm lực quá vậy? Đúng rồi đúng không anh Nhật? Cái gì nó vậy? Rồi nâng lên, nâng chân lên. Rồi thả tay ra giữ 5 giây. Hiểu đó đúng á, nâng chân lên, thả tay ra giữ 5 giây mới thắng. Phải hai tay đỡ cho anh. Không, không được. Thả ra, thả tay ra mới đúng. Anh Giang phải hai tay chứ. 5 giây. Lại đi tao nóng mày đó. 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 Anh phải ra Khánh. Khánh. Buông tay ra. Tay ra. Lấy ra, lấy cái đó ra đi. Để lên. Rồi đó. Đưa về phía trước nè. Mới có thăng bằng, đưa về phía trước mới có thăng bằng. Rồi, thả ra. Giữ 5 giây. Chưa thả tay mà. Thì thả tay ra là lĩnh lên 5 giây đó. Nó phải về phía trước. Nhanh lên thì Khánh đi lấy nước nữa kìa. Thả tay để em đếm nè. Không được, cái này nó lắc quá. Phải cho em hai tay nữa anh Giang ơi. Không được. Hai tay đỡ dưới đây nè. Lẹ lên, tôi có 10 giây. 10 9 Thôi. 8 7 Tao, 6 Vậy ra, bỏ ra, bỏ ra. 5, bỏ ra, để tôi làm cái khác. 4 3 Đừng đừng 2 Đây nè, anh Giang đếm nè anh Giang. 1 Rồi, 5 4 3 2 1 Dài, dài. Hai triệu. Tôi là bánh cơ trong chương trình này. Hay lắm mày. Hay quá. Trải qua bao nhiêu thăng trầm. Quá dữ dội. Tết mà phải có phần thưởng chứ. Cảm ơn nha. Vỗ tay. Đây. Cái kiếp vỗ tay. Hai kiếp vỗ tay đi mọi người. Hay. Khủng khiếp thật. Hay quá. Vỗ tay lên nè. Không nghe khán giả nữa kìa. Nhưng vẫn phải dọn nhà nấu ăn. 2 triệu này là rẻ đó. Giờ rẻ đó. Mình còn chơi gì nữa không ta? Không, giờ mình không. Chuẩn bị vào buổi tối. Mình nấu ăn đúng không anh? Đúng vậy. Tắm đi. Không ai muốn chơi này nữa. Đi tắm trần không? Có cái suối này tắm vui lắm nè. Thôi. Có cái giò nước ở đây nè, thiệt mà. Thôi. Tắm heo. Tắm heo á. Chó xả cát rồi đi vô. Có em mau không? Rồi thôi, đi thôi. Đây nào. Cúng hay gì hay sao anh? Hôm nay là những ngày đầu năm mà. Mấy anh em mình làm cái bữa gọi là tân niên. Tân niên. Cầu trời sức khỏe, công việc ổn định, thấy không? Cũng hiếm nhiều có cơ hội. Ông bà mình cúng sao rồi thì mình cứ theo vậy thôi. Yeah. May mắn quá ha, mình vào đúng cái số mà ngày cái dịp Tết. Tết mà có show vậy là nguyên năm có show đó. Ừ. Đó, đầu năm nước quá trời nước luôn nha, nước vô mặt không rồi. Quá đổi giận rồi nha. Em vậy kiểu buổi sáng giọng khác, buổi tối giọng khác. Ghê ha, hai giọng thôi. Buổi tối em trầm tính. Ban ngày em quậy phá hả? Rồi, mỗi người một cây. Cầu gì đó cầu. Anh thì cầu sức khỏe bình an là nó quan trọng nhất ha. Cảm ơn anh. Rồi. Cầu cho cuộc sống bình an hạnh phúc, gia đình yên ấm, khán giả yêu thương. Chỉ xin vậy thôi chứ không xin gì. Xin dữ thì xin lâu dữ mấy đứa. Rồi tắm nha. Gọi là tân niên á, hồi sáng hồi đó nhà em có hay gì không? Có anh, nhà em là cứ tối vừa bắn phải không xong là vậy đó. À ủa cô, à xong rồi sáng làm không có đó là giao thừa khác. Xong rồi sáng là còn y chang vậy nữa. Ông bà mình nhà em quan trọng ngày Tết lắm. Đúng rồi, hồi xưa giờ vậy rồi. Xin nhiều nên lâu. Xin quá thì xin. Rồi Phát La hỗ trợ đốn với tiền bạc vô trong cái ở đây đây. Trời, hồi nhỏ là em lúc nào cũng dành đốn với tiền bạc, nó thích lắm á. Đi qua đây Khánh, lúc nào cũng dành của để mình làm cái này. Nè, ai thích 500 thì lấy 500. 500 cái màu kỳ quá. Ở dưới vậy hả? Màu xanh. Ôi.
đốt cái này đốt đã ghê luôn á. Rồi bây giờ có làm sao đây? Nó bự á. Một năm mới tấn tới làm ăn phát tài phát lộc. Rồi mời mọi người vô. Ngồi. Chúng ta có thịt kho hộp vịt nè, canh khổ qua nè, chả nè, nem nè, bánh tét nè, bánh chưng nè, gà nè, đồ xào nè, hộp dưa nè. Đây là món ăn mùa Tết không à? Đúng, ăn mùa Tết. Tết là phải ăn đồ mùa Tết. Có củ kiệu Bắc Thảo nè. Có luôn. Có chứ sao không. Dưa trộn nè. Dứt. Xin mời. Đừng bớt cơm cho anh không ăn cơm đâu. Chẳng cái chén không được rồi. Đây. Ủa sao tôi xíu cơm vậy? Bữa cơm gia đình là gia đình mình bình yên hạnh phúc đó nha. Bữa cơm đầu năm ha. Cái này nó còn không ngon á. Lòng đào luôn á hả? Ngon á. Chúng bách thảo mà còn lòng đào luôn. Ngon quá. Còn lòng đào là ngâm chưa tới hay sao ta? Không. Ta luộc. Củ kiều ngon lắm. Vậy hả? Ngon không? Ngon. Một năm mà mọi người có ăn cơm với gia đình nhiều không? Đi xô thôi nè. Tết là thường năm nào em cũng cuối năm lo tranh thủ chạy xô mấy ngày đầu tiên. Từ giờ ông Táo về trời bắt đầu tới ngày 10 mới hết xô. Cái đàn thường trốn về quê mấy ngày đó anh mới không lì xì nhiều quá. Tính ghê thật chứ. Qua Tết về hả? Cũng là về nhưng mà không có bị lì xì. Tính ghê thật. Tính một chút nữa. Tại vậy á, vì nhà anh đông người, 8-9 người mà cháu chậm lắm. Nhà anh 8 người mà để cứ một nhà để hai người ba người đó. Đúng rồi, hàng gì Tết bỏ xứ ra đi đúng rồi đó. Bởi vậy mới ráng phải làm bài con bướm sừng để Tết gì. Bà là nhạc hoa đúng không? Nhạc hoa là việc. Cũng là trước đó là nhiều người hát là việc khác rồi. Dạ. Nó tự nhiên là Hiếu hát là hit. Bài anh là hot nhất. Hit quốc dân luôn á anh. May mắn. Ủa có ai uống nước không? Đi lấy nước. Đi vô lấy anh. Lấy cho. Sao lấy nước dành cho lấy vậy? Phụ em của anh. Xong chưa? Cái gì vậy? Tập trung đi. Cái gì đó. Xin xong. Mình phải có xin xăm chứ nhớ. Đầu năm phải xin xăm chứ. Rồi giờ mình ai xin xăm đầu tiên? Gái đi. Ok. Rồi, một cái xăm thôi nha. Dạ. Một cái duy nhất. Nhẹ thôi đã ra à. Rồi. Ở đây. Bỏ xăm đều có một cái quẻ trên này rồi. Vậy là cái này là sẽ vựng vô cả năm luôn. Đúng vậy. Đây. Cái gì vậy? À, kiếp ở đợ. Ở đợ nhà đại gia. Wow, cũng được. Đó chính là làm vợ cho một đại gia. Chính yêu thương xác. Mình hết mực. Đúng vậy. Thôi, tới anh Khánh. Em với anh Khánh ngồi kế bên nhau là hai anh em như là đôi. Để cái mâm này qua đây giùm Hiếu. Nhiều xăm cũng không được, một xăm thôi. Tham quá, xin là tham quá. Mà đúng cuộc đời của em hôm nay cho nó xí nó. Xăm rồi. Rửa nước. Thôi mình rút đi ha, mình rút cho chỗ lẹ nè. Dưới đây luôn quá. Rút đi, rồi. Đây. Đây là xăm của Quốc Khánh. Tu khẩu để vận may tới. Yeah, em cũng thấy nước là đúng. Hai, em phải tu cái khẩu em lại. Vậy là năm rồi cái miệng khổn quá. Đúng rồi. Nghiệp quá. Ồ, Hiếu bóp cái đi nào. Tu rồi, con xin hứa. Trời, nhưng mà sao cho em bóp lại không? Khi tôi đợi thấy hơi là lãng. Rồi, xíu đi. Đúng lại đâu, năm sau là em quen rồi. Không ở nợ đâu. Khó ràng rồi. Đúng rồi, bận rồi mà anh đâu phải biết dễ biết đâu. Này có tình duyên được không anh? Có chứ. Bóp đi. Bóp. Đây. Bóp một cái quẻ này. Đây quẻ. Đây. 2 triệu đồng. Là gì? Tối lắm. Tối lắm là chết rồi. Chết rồi. Tương lai tối. Ủa? Ở trong đây có quẻ tốt không vậy anh? Nãy giờ anh thấy sao? Quẻ tốt không vậy? Có. Có không? Có quẻ đàng hoàng. Bóp thử đi. Không được, rồi ra cái được đó. Lấy đã. Lấy đi. Lấy đi. Mất linh nha. Giờ đâu biết rồi. Lấy cái đi. Lấy đi. Rồi lấy cái. Rồi. Ủa hình như trong đây là xấu không hay sao ta? Đây. Cả đời cô đơn. Sao vậy ta? Trong đây xấu không hay sao? Có, em nói này nè, coi em mà bóp lại nè. Em bóp lại nè. Kéo đi, kéo một cái thôi khỏi lắc. Đó. Đúng rồi, dễ gì không? Suốt đời đi bộ. Đi bộ. Ở đợ mà không có xe chạy nữa. Cái này là
Ờ khổ quá em ơi. Vậy là sao anh? Vậy là không, em ma mà có em cũng muốn có cơ hội. Rồi. Ê cho em cái. Em xem tới anh. Xe hơi. Thấy chưa? Đây, này là bóng may mắn không kìa. Anh nè. Hạnh phúc. Đó. Cuộc đời mà thấy không? Đâu thử bưng mọi mình. Em tin em hai cây. Đâu khoan đã bây giờ mình bỏ vô lại hết, mình bóc đầu lại. Năm. Không. Thấy chưa? Anh với em nữa kìa. Đó, ok. Đứa xe hơi đứa hạnh phúc ok quá trời. Em tin đầu năm rồi em. Bóp đại đi là. Bảo trì. Nhà lâu. Anh em mình ở kéo nhau nè. Không biết anh Hiếu có đủ đẳng chơi với ba anh em mình. Anh Hiếu có chịu rồi. Này mua xe nè, này có nhà lầu, gia đình mình hạnh phúc nè. Nhỏ này ở đợi nhà tối lắm nè. Hay quá. Em gần nhỏ này tối lắm. Tối lắm là tương lai mờ mịt đó, tối lắm. Có đâu. Bắn cái nữa đi. Rồi, xong. Tiến tới hay là tiền tới? Tiền tới. Là tiền vô á. Cái gì tới cũng được hết. Tiền tới. Đúng như ý nguyện. Giờ mình vừa ăn vừa chơi trò chơi nha. Dạ. Sưng mà. Mình phải hát bài hát có sưng nha. Rồi. Anh bắt đầu ha. Đó rồi, cái này sao chơi lại anh Hiếu ta. Mỗi người có 5 giây. Coi bước sưng, coi sưng, coi đa tình. 5. Sưng đã về, sưng đã về ngào quá nơi này. 5. Sưng ơi, sưng đã về, có như nào trong đời. 5. Nắng chiều muôn ly muôn hoa vàng, chờ tới nắng về trong anh mùa xa. Gió mai mơn man trở nên môi hồng, người yêu về trong cuộc sống. Bướm mới tung tăng bay là đà, mây mơ trôi thiết tha, xa vời. Chờ mùa xuân đến theo nguồn vui. Đó. Xuân mang niềm tình tươi, như hoa mùa yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Trên đường đi lễ xuân đầu năm. Chắc 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 bùng chắc bùng chắc bùng. 5. 4. No more champagne. 2. 1. Rồi bài tiếng Anh rồi luôn. Loại. Rồi. Không 5. Được phần thưởng 5 triệu đồng từ chương trình. 5. 4. 3. 2. MURXURN. Mùa xuân. 5. Xuân đã đến rồi, đeo rạc nô hóa xuống đời. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mai vàng cây nâu hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ và cùng cháu sang năm lại đón Tết san. Và kính chúc người sẽ gặp lành Tết sau thử tuần tự hơn Tết nay. Tết đến là tụ cùng thắp lên bếp hồng và nở bánh trên xanh chờ xuân đàn sang. Để anh Xuân mới nghĩ ra được luôn á. Quên mất. Xuân ơi xuân đến. Rồi. Nào vui mùa xuân rồi. Rồi. Không có. Có bài đó ca sớm rồi. Xuân lại chích lại camera. Xuân đã về ngào quá nơi này. Nam. Xuân ơi xuân đã về có như nào trong đời. Đó thấy chưa? Có người ca rồi. Em. 5. 4. 3. Rồi. 2. Rồi. Hai người đấu. Ủa còn hai người là tới anh đó. Tới dòng anh đó. 5. Bố. Con biết xuân này mẹ chờ tiếng con. Xuân này đến bên tôi. Giãn xuân tuyệt vời. 5. Ủa sao nhanh vậy? 3 2 1 Rồi mùa em thắng. Mùa xuân ơi. Rồi Quốc Khánh chiến thắng. Yeah. Xuân đã đến rồi. Tức là em chưa thua. Em chưa thua luôn mà. Sống cho em chơi luôn ta. Hãy em thua rồi mà ra. Thua chưa? Thua đâu biên tập đúng không? Chưa thôi. Hai người tự chơi nhau. Rồi coi như là biết đi lại đó, tới cổ đâu mất lá. Tới em đây rồi tới anh. Thôi nhường cho Khánh thắng đi. Nhường thắng. Nói chung mà thắng cũng không có gì á, quan trọng đầu năm gây lộn cho nó vui nhà vui cửa. Trời ơi, gây lộn. Mà nãy mới nghiệp gì? À, tu khẩu. Thắng cũng đâu được gì đâu. Thôi vô. Một ly trà đá để gọi là đầu năm. Vui vẻ sức khỏe, chúc sức khỏe và hạnh phúc. Vô. Năm tới anh có kế hoạch gì cho gia đình không anh nha? Có chứ. Mình đang tập trung cho nó một việc cho nó xuân trẻ tí. Mỗi giai đoạn mình có một kế hoạch riêng chứ. Anh Giang giờ hạnh phúc quá ha. Viên mãn rồi. Sợ chị viên mãn. Viên mãn như hết làm nghề vậy. Nói chung là mỗi giai đoạn tuổi của mình thì mình sẽ chinh phục một cái điều mới. Tới tuổi nào mình chinh phục gì anh? Học những cái thành công mới. Mình sẽ có những dự án mình phải làm. Khánh thì bây giờ ví dụ như Khánh này đang muốn ổn định gia đình này đúng không? Phát triển sự nghiệp này đúng không? Dạ muốn chứ. Dạ. Nhưng mà đừng lấy vợ sớm. Phát triển sự nghiệp trước đi. Dạ đúng rồi. Vậy là Khánh đang có người yêu hả? Khánh có người yêu. Có yêu mà. Còn anh Hiếu sao ta? Anh hả?
Anh thì nói chung là năm nay cưới. Quyết định thôi, tại vì cũng gặp người nhưng mà chia sẻ thấu hiểu mình á, nhưng mà cái cảm xúc mình vẫn còn. Ủa vậy là vừa đang cô đơn? Dạ. Thì cũng đang lựa chọn đó anh. À. Cái người có cảm xúc thì mình thì cũng mình chưa thấy người đó có ý định lập sắp gia đình lắm. À, tức là cái người mà mình có cảm xúc á thì họ cũng chưa chắc là sẽ lập gia đình với mình. Còn người mà mình nghĩ là sẽ lập gia đình đó thì họ lại không có cảm xúc. Tại vì anh xác định vợ chồng đến một thời gian cũng sẽ không còn cảm xúc gì. Tại là ở với nhau quen quá, lúc đó chỉ còn cái nghĩa, không còn cái tình. Cho từng trải. Ờ, làm cái lạ. Đã mấy tuổi rồi có một đời vợ rồi nha. Anh ra đây giờ mười mấy 20 năm ta chưa nói gì. Nhưng mà ít nhất nó cũng phải có cảm xúc tí. Anh nghĩ vậy thôi chứ anh cưới 5-10 năm đó, lúc đó anh nhìn quen quá. Với lại mình trong đầu mình lúc nào hạnh phúc ý là có cảm xúc thì ít nhất cũng còn có 5-10 năm thôi. Em nói cái đó nó không có bền không? Không bền. Cái nghĩa nó mới là bền. Là bền đến cuối đời. Đúng không anh Giang? Ở nhà ba hay nói. Cái nghĩa. Và rất là vui, cảm ơn anh em đã yêu thương đến và ủng hộ. Và Khánh là người rất đặc biệt, là người xuất hiện 2 lần trong mùa này. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ, mong là sẽ có rất là nhiều bạn trẻ sẽ tới đây trải nghiệm, sẽ nhìn những tấm hình của mình và cảm giác giống như là những bậc tiền bối tổ tiên. Tiền bối tổ tiên. Đầu năm nói ghê quá. Ủa mà sao được tham gia 2 lần thì anh? Khánh sao được tham gia 2 lần? Đẹp trai, do đẹp trai. Sao quạo? Sao khó chịu? Đó. Họ hỏi biết để mai mốt lỡ có xin. Hiểu vừa chuyện qua Đông Hài đó, anh vừa ta chỉ hôm đó. Thiệt đó. Lên bắt coi TikTok anh. TikTok quả mắc cười lắm luôn á. Đi diễn hà. Thiệt không? Hôm qua anh dành nghề với em bây giờ đó. Đừng, diễn hài nó ít tiền, ca sĩ mới nhiều tiền. Vậy hả anh? Ừ. Đâu có đâu, em nghe mỗi lần đi diễn là em thấy các xe anh cao nhất mà. Có. Rồi, vô đây nào. Chơi gì vậy anh? Chơi trò chơi. Trời, ngủ với em ngon thiệt chứ. Ngủ trên giường trăm cây số tôi không ngủ không trời. Trời chơi hồi xưa. Sợi thun đẹp quá ha. Mình nhớ hồi nhỏ hay lấy mấy này được tiền. Hồi nhỏ được tiền. Hồi nhỏ nói chuyện khác ha. Hồi nhỏ mà đã có tiền để buồn rồi. Không, mẹ em buồn. Xong rồi... Anh lấy đúng không? Anh đúng rồi, có mấy lần, không? Mấy lần mình vô. Đổi khác vô được không? Không, đã chơi rồi. Sao vàng vô vậy? Sao người ta chơi lại? Sao chơi mà cọc? Con dây cưng của mẹ. Nước mắm hay là nước tương? Không tiền mà tạc nè.